Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác. Hôm nay em làm cái bộ một súp 40 và hai full 40 này cho một bác khách là làm quán trà sữa Trân Châu. Cái bộ này thì bác ấy cũng lấy một bộ rồi và hôm nay bác ấy có anh em làm cùng và thấy hay thì lại tiếp tục ủng hộ bộ nữa. Thì cái bộ này sẽ gồm có một quả súp hơi 40 này và một đôi loa full 40 sử dụng chiếc kèn côn 75 này. Bát là côn 76 nhé, thì sử dụng cho tiếng hát hay. Tiếng trống thì dựa vào tiếng súp đây rồi. Thì bộ này sẽ sử dụng một con đẩy 4 kênh có mã là PS Audio LA2810. Kênh súp là 1000W, hai kênh full là 800W. Sử dụng một con vang cao cấp của PS có mã là KX9 Plus. Đây là dòng vang chỉnh cơ và line số. Tất cả toàn bộ chỉnh cơ nhưng mà hiển thị đồng hồ số ở trong cái bộ màn hình LED này. Có cổng quang USB Bluetooth đầy đủ hết. Và một bộ mic không dây có mã là VK7, hàng PS. Đấy. Hôm nay thì em có test giao khách cái bộ này. Đây, hôm nay em sẽ mở cho các bác trực tiếp một đoạn nhạc đi. Thì làm cái bài em có vừa test rồi. Thì em sẽ test cho tất cả các bác để kiểm tra cái bộ này. Bộ này em sẽ tặng cho các bác dây jack đầy đủ hết nhá. Tay mic của nó đây. Tay mic của PS VK7. Đấy. Thiết bị âm thanh gồm có mic này, vang này, đẩy này, súp này, loa này, gồm có 5 thiết bị các bác nhé. Vâng, hôm nay thì em cũng chỉ test một đoạn nhạc thôi và giới thiệu về bộ dàn karaoke này. Gửi cho bác khách này làm trà sữa thì bác lấy bộ này là bộ thứ hai. Và các bác có nhu cầu quan tâm nâng cấp dàn âm thanh, ví dụ như mic này, vang này, đẩy này, hoặc là súp này, hoặc là la này, hoặc là linh kiện rời của bên em, thì cứ liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt nhá.